chức là sẽ ngâm một bài thơ của tác giả Trần Nguyệt Minh. Và để chào mừng cho buổi lễ trao giải thưởng Đào Tấn. Và vì là ban tổ chức cũng mới trao cho Thúy Mùi bài thơ này, cho nên là xin phép quý vị đại biểu Thúy Mùi được cầm sách ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đâu con cũng gặp người xin dâng chén rượu giữa trời trong hoa, hạt vàng một bóng lâu xa, hồ nam mua rắn chiều tà hạnh. Trời chúng